bị can Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý nguyên phó thủ tướng, bị đề nghị truy tố với cáo buộc can thiệp, tác động Bộ Y tế giúp đỡ cho công ty Việt Á trong quá trình được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm. Ông Trịnh đã nhận 200.000 đô la Mỹ từ Việt Á. Theo kết luận, ông Trịnh quen biết Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, từ khoảng năm 2017. Kết luận điều tra thể hiện ngày 13 tháng 2 năm 2020, Việt nhắn tin cho Trịnh báo cáo việc công ty Việt Á đã phối hợp với Học viện Quân y nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm thành công kit xét nghiệm COVID-19. Việt cũng thông báo công ty chuẩn bị lập hồ sơ gửi Bộ Y tế xin cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm và nhờ ông Trịnh quan tâm giúp đỡ Việt Á. Ngày 14 tháng 2 năm 2020, Nguyễn Huỳnh gọi điện cho Trịnh nói có văn bản số 465 của Bộ Y tế do ông Hà Anh Đức, Phó Chánh Văn phòng Bộ ký thông báo kết luận cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ. Trong đó có nội dung phân công ông Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo các cơ sở y tế trên cả nước liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sinh hóa Phù Sa để mua sinh phẩm xét nghiệm. Tối cùng ngày, Huỳnh cùng Việt gặp Trịnh tại nhà riêng của cựu trợ lý ở phố Vạn Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tại đây, Việt đưa cho ông Trịnh xem ảnh chụp nội dung văn bản số 465 và nhờ xử lý giúp để Bộ Y tế ban hành văn bản khác. Bởi nếu để nội dung này sẽ ảnh hưởng đến cơ hội bán kit xét nghiệm do công ty Việt Á chuẩn bị sản xuất sau này, ảnh hưởng đến lợi ích Việt Á. Ông Trịnh đồng ý giúp đỡ Việt. Ngoài ra, trong buổi gặp tại nhà riêng của cựu trợ lý, Việt báo cáo với Huỳnh và Trịnh về việc công ty Việt Á được Trịnh Thanh Hùng, vụ phó của Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp đỡ cho phối hợp với Học viện Quân y thực hiện đề tài. Việt báo cáo công ty Việt Á đã phối hợp với Học viện Quân y nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm thành công kit xét nghiệm và chuẩn bị lập hồ sơ gửi Bộ Y tế xin cấp số đăng ký lưu hành. Việt đề nghị Huỳnh, Trịnh giúp đỡ để công ty Việt Á được cấp phép sản xuất kit xét nghiệm. Trước khi Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho công ty Việt Á, ông Trịnh gọi điện qua ứng dụng Viber cho Việt thông báo đã chỉ đạo giới chuyên môn rồi. Cụ thể, cựu trợ lý đã tác động Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, để cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho công ty Việt Á. Trên cơ sở đó, chiều 4 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế đã cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho công ty Việt Á. Đến tháng 5 năm 2020, Việt báo cáo ông Trịnh về việc công ty Việt Á đã cung cấp kit xét nghiệm cho các đơn vị theo kết quả hiệp thương với Bộ Y tế nhưng chưa được Bộ thanh toán. Việt nhờ vị cựu trợ lý theo sát Bộ Y tế để thanh toán tiền cho Việt Á và hỗ trợ giúp Việt sớm lấy được tiền. Cơ quan điều tra xác định cựu trợ lý Trịnh đã can thiệp, tác động vụ trưởng của Bộ Y tế để công ty Việt Á được thanh toán 49 tỷ đồng mua kit xét nghiệm bằng nguồn tài trợ của một số ngân hàng cho Bộ. Mức giá mà Bộ Y tế thanh toán với Việt Á là 470.000 test và bị xác định là mức giá không có căn cứ, đang bị Bộ kiểm tra. Cơ quan điều tra còn cáo buộc, trong quá trình công ty Việt Á sản xuất, tiêu thụ kit xét nghiệm, Phan Quốc Việt đã hai lần đưa cho cựu trợ lý Nguyễn Văn Trịnh 200.000 đô la Mỹ. Kết luận nêu hành vi của Nguyễn Văn Trịnh đã tạo điều kiện để công ty Việt Á biến kit xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước thành sản phẩm thương mại thuộc công ty Việt Á, giúp công ty Việt Á sản xuất, kinh doanh, thu lời bất chính gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, tổ chức, cá nhân. Từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước thành sản phẩm thương mại thuộc công ty Việt Á, giúp công ty Việt Á sản xuất, kinh doanh, thu lời bất chính gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, tổ chức, cá nhân.